Sau đây là những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Cố tình vượt đèn đỏ, thanh niên đâm gục cô gái ngay ngã tư. Kinh hoàng, ô tô mất lái đâm đổ cột điện rồi lao vào nhà dân, 4 người thương vong. Mải nghe điện thoại, người đàn ông bị xe tải đâm trúng. Cố tình vượt đèn đỏ, thanh niên đâm gục cô gái ngay ngã tư. Vụ va chạm xảy ra vào trưa ngày 7 tháng 5 tại ngã tư Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ thì một nam thanh niên điều khiển xe Exciter chở theo một người ngồi phía sau đã không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông mà vượt lên trước. Cùng lúc này, một cô gái điều khiển xe Vision đi tới. Do chạy với tốc độ cao, nam thanh niên này đã tông thẳng vào cô gái khiến ba người văng xuống đường. Sau va chạm, cô gái được người dân bế vào vỉa hè để sơ cứu. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại. Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi vượt đèn đỏ của nam thanh niên. Kinh hoàng, ô tô mất lái đâm đổ cột điện rồi lao vào nhà dân, 4 người thương vong. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 5, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở gần cầu Tam Giang, Hương Trà, Thừa Thiên Huế khiến 4 người thương vong. Cụ thể, chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, đâm đổ hai cột điện bên đường, lùm một dãy chậu cây cảnh, đâm sập vách tường nhà dân. Trên xe ô tô thời đó có tổng cộng 4 người, một nam và ba nữ. Một em gái sinh năm 1998 đã tử vong tại chỗ, hai em còn lại bị thương nghiêm trọng, tài xế bị thương nhẹ hơn. Một phần diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh ghi lại. Khoảnh khắc chiếc xe xoẹt qua camera khiến người xem phải lạnh sống lưng. Mải nghe điện thoại, người đàn ông bị xe tải đâm trúng. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi bộ bị xe tải va trúng vì mải nghe điện thoại, đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Cụ thể, một người đàn ông vừa đi bộ trên đường vừa cầm điện thoại nói chuyện. Trong lúc tránh chiếc xe đang dừng đỗ, người đàn ông này bất ngờ bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều va trúng. Rất may, cú va chạm chỉ khiến người đàn ông đi bộ bị choáng nhẹ và ngay lập tức đã đứng dậy được. Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, hầu hết các ý kiến bình luận đều cho rằng, việc vừa đi bộ trên đường vừa nghe điện thoại là vô cùng nguy hiểm.